Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi an trụ pháp không nội thì an trụ tâm vô lậu, mà an trụ pháp không nội, hoặc khi an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì an trụ tâm vô lậu, mà an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì vậy, tuy an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nhưng không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi an trụ chân như thì an trụ tâm vô lậu, mà an trụ chân như, hoặc khi an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, thì an trụ tâm vô lậu, mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Vì vậy, tuy an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, nhưng không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi tu năm loại mắt thì an trụ tâm vô lậu mà tu năm loại mắt, hoặc khi tu sáu phép thần thông thì an trụ tâm vô lậu mà tu sáu phép thần thông. Vì vậy, tuy tu năm loại mắt hoặc sáu phép thần thông, nhưng không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi tu mười lực Phật thì an trụ tâm vô lậu mà tu mười lực Phật, hoặc khi tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Vì vậy, tuy tu 10 lực Phật hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nhưng không có hai tưởng.